làm nơi mũi là căng da mặt có đau không? Nâng mũi và căng da mặt có đau không? Dạ đúng rồi. Em có làm gì chưa? Dạ. Xin ra miếng cầm mà quá. Em nào đây làm mũi rồi? Em nào đây làm mũi rồi? Nói thử mình xem có đau không? Hả? Ai cũng làm hả? Chị cũng làm vậy hả? Thế giờ chị có thể chia sẻ, chị có thể chia sẻ cho mọi người xem là có đau không? Dạ rồi, em xin mời chị chia sẻ với mọi người nha. Thật sự em làm mũi cách đây khoảng 24 năm rồi. Nhưng mà em thấy có đau. Hả? Nói bác sĩ chích lên tê rồi làm em thấy có đau thì làm. Rồi. Ngày xưa 21 năm ha, là cái cách chích tê mà bồ thấy không đau. Hiện bây giờ cái phương pháp mới bây giờ là không cho bồ đau có khúc chích luôn. Rồi đúng rồi, ngày xưa là khi mình chích vô thì cái mũi kim mình chích vô mình đau lúc đó, nhưng sau đó nó tê hết cái vùng này mình không đau. Nhưng phương pháp hiện tại bây giờ là nó có một cái đường dẫn, tức là một cái liều thuốc nhẹ giảm đau dẫn, gọi là hơi phê nhẹ đó. Thì cái lúc bác sĩ đâm cái kim bồ quên luôn, bồ không biết khúc đó luôn. Rồi đúng rồi, quên khúc chích luôn. Nha, thực chất luôn, nhưng mà nhớ tiền để đâu nhớ hết ạ.